VT System, bộ phần mềm tự động giúp bạn tiếp cận hàng triệu khách hàng mục tiêu trên Facebook, Zalo. Dễ dàng xây dựng và quảng bá thương hiệu cá nhân, thúc đẩy bán hàng bằng cách tự động chia sẻ bài viết, livestream, tự động mời like fanpage, xây dựng cộng đồng, giúp bạn sở hữu hàng trăm tài khoản một cách dễ dàng. Sử dụng VT System ngay để xây dựng hệ thống marketing hiệu quả mà không tốn bất cứ một đồng chi phí quảng cáo nào. Liên hệ Zalo hoặc điện thoại để được hỗ trợ một cách tốt nhất. Bloomberg đưa tin, dù cho đà tăng trưởng kinh tế đột ngột chững lại do COVID-19, Việt Nam vẫn hấp dẫn các nhà đầu tư quốc tế. Trong 3 thập kỷ qua, Việt Nam luôn được biết tới là một nền kinh tế có triển vọng tốt, thậm chí là tuyệt vời. Sự tăng trưởng ổn định của một quốc gia xuất khẩu đã đưa nhiều người vào tầng lớp trung lưu. Đại dịch COVID-19 là một biến cố lớn, các công ty may mặc bị cắt giảm đơn hàng, các lĩnh vực khác bị sụt giảm xuất khẩu đột ngột, người lao động Việt Nam phải hứng chịu những tác động tiêu cực từ mặt trái của nền kinh tế toàn cầu. Suy thoái ở Mỹ và các thị trường lớn khác của Việt Nam đang tác động đến mọi ngõ ngách của nền kinh tế. Chị Lê Thị Hoa, một người bán hoa quả bên ngoài chợ Bến Thành, ngay trung tâm thương mại của thành phố Hồ Chí Minh, là một trong những người đang gặp khó khăn. Chị Hoa, 55 tuổi, đeo khẩu trang và ngồi trên chiếc ghế nhựa cạnh mấy giỏ trái cây trước một nhà hàng hải sản đã đóng cửa và nói: "Bây giờ mọi người hạn chế ra ngoài đường, tôi chỉ có thể bán được trong khoảng 1/3 so với trước khi có dịch." Ông Ralph Mathis, giám đốc điều hành của Infocus Mekong Research, người đã sống tại Việt Nam từ năm 1994, cho biết rằng Việt Nam đã trải qua một trận sóng thần chưa từng có trong vòng 30 năm qua. Đây là lần đầu tiên kể từ khi gia nhập cộng đồng kinh tế toàn cầu cách đây 2 thập kỷ, Việt Nam mới gặp phải sự đi xuống đáng kể của đà tăng trưởng kinh tế. Sự sụt giảm đột ngột của tăng trưởng Việt Nam cho thấy tác động kinh tế của dịch bệnh không chừa một ai, ngay cả những quốc gia đã tương đối thành công trong việc ngăn chặn virus. Những nền kinh tế như vậy sẽ không thể trở lại kinh doanh một cách bình thường cho tới chừng nào mà các nền kinh tế khác cũng có thể bình thường hóa. Bà Sam Farner, nhà kinh tế học tại Oxford Economics, người Singapore, dự báo thương mại toàn cầu sẽ giảm 8% vào năm 2020. Các định hướng xuất khẩu sẽ vẫn dễ bị tổn thương. Vào tháng 4 2020, xuất khẩu của Việt Nam đã giảm mạnh 14% so với một năm trước đó, tiếp theo là giảm 12,4% trong tháng 5 2020 do thương mại toàn cầu chững lại, theo Tổng cục Hải quan Việt Nam cho biết. Trong 7 tháng đầu năm, xuất khẩu chỉ tăng 1,5% so với mức tăng 8% của cùng kỳ 2019. Mặc dù vậy, thì các nhà lãnh đạo Việt Nam không có dấu hiệu bỏ cuộc với việc thúc đẩy nền kinh tế. Việt Nam đã ký kết hơn 10 các hiệp định thương mại trong những năm gần đây và khiến cho đất nước trở thành một thỏi nam châm thu hút đầu tư nước ngoài. Chính phủ hiện đang vật lộn với dịch bệnh bùng phát ở Đà Nẵng đã lan ra 14 tỉnh và thành phố. Trước đó thì Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp tử vong nào do COVID-19 cho đến tận ngày 31 tháng 7 2020 và điều đó đã nhận được sự tôn trọng của cộng đồng quốc tế. Việt Nam xác nhận 1.029 trường hợp nhiễm COVID-19 và 27 trường hợp tử vong tính đến ngày 25 tháng 8 2020 trong bối cảnh vẫn cho phép các doanh nghiệp sản xuất tiếp tục hoạt động. Mặc dù Việt Nam có tình hình khả quan hơn so với các nền kinh tế khác ở châu Á nơi mà dịch bệnh vẫn đang hoành hành, việc phụ thuộc vào thị trường nước ngoài và ngành du lịch đang phát triển cũng khiến cho người dân và doanh nghiệp bị tác động bởi diễn biến toàn cầu. Trong những năm gần đây, Việt Nam đã trở thành một bánh răng then chốt trong chuỗi cung ứng toàn cầu, thu hút Intel, Samsung và LG, cũng như các nhà sản xuất bảng điều khiển năng lượng mặt trời và nhà sản xuất hàng may mặc. Xuất khẩu của Việt Nam năm 2019 đạt 264,3 tỷ đô la Mỹ, tăng gấp 4 lần kể từ năm 2008. Lương trung bình hàng năm tăng từ 1.154 đô la Mỹ lên khoảng 2.800 đô la Mỹ trong giai đoạn đó, theo số liệu của chính phủ. Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ đã chậm lại trong nửa đầu năm 2020 so với cùng kỳ 2019. Nhiều lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề, chẳng hạn như hàng dệt may, sử dụng tới hàng triệu lao động có trình độ thấp. Đơn vị của Samsung tại Việt Nam đã điều chỉnh dự báo xuất khẩu 2020 còn 45,5 tỷ đô la Mỹ, giảm 13,5 tỷ đô la Mỹ so với năm 2019. Trong khi đó, thì ngành du lịch chiếm khoảng 9% nền kinh tế đã giảm 55,4% doanh thu trong 7 tháng đầu năm 2020. Do sự gia tăng mạnh mẽ của các nhà sản xuất và khách sạn trước khi có dịch, gần 1/3 dân số, tức là 31 triệu lao động đã chịu tác động tiêu cực trong quý 2. Tác động tiêu cực của nền kinh tế toàn cầu càng trở nên trầm trọng hơn nữa khi mà nền kinh tế bị ngưng trệ trong phần lớn tháng 4 và các hạn chế trong bối cảnh bùng phát mới. Ông Fred Burke, đối tác quản lý của công ty luật Baker McKenzie tại thành phố Hồ Chí Minh, cho biết khi hàng triệu công nhân không có việc làm, một số chính quyền địa phương lo lắng về khả năng bất ổn xã hội. Theo Infocus Mekong Research, với sự gián đoạn này, niềm tin của người tiêu dùng đang ở mức thấp nhất trong 25 năm qua. 2/3 cư dân Việt Nam đang trì hoãn hoặc quyết định không thực hiện các giao dịch mua lớn. Công ty nghiên cứu cho biết 63% người Việt Nam đang cân nhắc vay ngân hàng khi mà họ tìm kiếm giải pháp tài chính. Bùi Việt Nam, 34 tuổi, giám đốc điều hành của một nhà sản xuất hàng may mặc tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết: "Mọi người đều tiết kiệm và chúng tôi cũng hạn chế đi ra ngoài, thu nhập thì ngày càng đi xuống và mọi người đang nghĩ đến cách kiếm tiền thông qua việc bán đồ trực tuyến hoặc là kiếm thêm một công việc bán thời gian nào đó. Đó là một trạng thái mới." HA, Chí Đức Trẻ, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin.
quảng cáo tiếp cận hàng triệu khách hàng mục tiêu tại Độc Đáo TV. Liên hệ ngay Đinh Nghĩa Studio@gmail.com, số điện thoại 0964002593.